con nào ở mid lane. Pugna, ok, Pugna cũng là một lựa chọn ban hợp lý. Để xem nào, chúng ta điểm qua với Guiha xem. Guiha thì trận đấu này anh ta không còn Alchemist nữa, anh ta không còn Timber, anh ta không còn Pugna, DP cũng mất rồi, Ember cũng không có. Guiha cầm Storm thì mình không đánh giá cao lắm. Trận này cầm gì nhỉ? Cầm gì nhỉ anh em nhỉ? OD á. OD trận này không, ban trôn thì không bao giờ pick OD. Chắc chắn luôn. Ban trôn thì phải là một con khác. Ban trôn, con gì sợ trôn nhỉ? Con gì sợ trôn ta? Guiha. Thực ra thì nếu mà nói về Hero Pool anh em ạ thì Guiha rộng lắm. Lina. Không. Lina trận này cảm giác nó có kiểu gì ấy. Phút dã man. Shadowfin à? Không, Guiha không phải là kiểu chơi Shadowfin anh em ạ. Và đó là Lina. Đây rồi. Mặc dù là bên phía đối phương cũng có khá nhiều những cái chó chân. Enigma có này, Ember có này, Pango có, Stan và Oracle cũng có. Nhưng mà Enigma vẫn quyết định là chơi một con Lina truyền thống. Ok. Thực ra thì Lina đi mid thì khó thua lắm anh em ạ. Thường Lina không bao giờ thua mid cả. Một con pick để có thể thắng mid. Bên phía của VP sẽ làm gì đây? Vâng, và đó là rút dành cho bên phía của No One. Đây rồi. Thần sấm sét. Để xem. Một bên là lửa, còn một bên là sấm sét thì cái nào hơn? Chúng ta sẽ cùng điểm qua cái lab của cả hai team nào. Bên phía của VP họ có cho mình đó là Oracle trong tay của solo. I like to win cầm Ember. Resolution thì đó là một con Pangolier. Zayac cầm Enigma sắp 4. Và No One thì có cho mình đó là Zeus. Phía bên kia Enigma thì sao đây? VK33. Một con Lina đi mid. Miracle thì có cho mình Naga Siren. GS cầm Phoenix. Mycocho cầm Axe. Và đó là Grimmjow dành cho Kuroki. Nếu mà xét về mặt lao anh em ạ thì mình đánh giá cao Enigma hơn. Mid lên thì Lina không thua được này. Naga Siren cảm tưởng như là con Pango này cũng không hành nổi. Và cái lane off đến từ bên phía Enigma đánh nhau rất là mạnh. Phoenix đi cùng với Axe. Ui, nó gọi là siêu khỏe luôn anh em ạ. VP có lẽ trận đấu này họ sẽ là người thua thôi. 1-0 dành cho Enigma. Ô, cái gì đây? Ô, tự nhiên lại có người anh em kêu là hệ lửa tăng thời gian thọ thương ạ. Ơ đờ héo. Thời gian thọ thương nghe giống kiểu mấy cái game kiếm hiệp thế nhở? Xong rồi, anh em không chơi Dota, anh em lại chơi game kiếm hiệp rồi. Vào game nha anh em nhá, vào game nhá. Tập trung, không có game kiếm hiệp gì nữa. Trận này thì mình quay cam luôn nhá anh em. Tại vì mình đánh giá luôn là quay cam ở bên nước ngoài hơi kém. Đấy, nói thật. Quay thế thì chết. Wait for it. What a punk. Anh em đợi tí mình chỉnh lại cái tầm nhìn của cái cam cho nó chuẩn chỉ đã nhở. Sao nó bị mờ đi nhở, cay dã man ạ. Được chưa nhở? Ok rồi. Nào để xem. Một game đấu mà bên phía Enigma họ sẽ ra quân với đội hình đó là một con Naga. Một mình Naga trên top. 3 chip. Không, có lẽ là họ sẽ chip để có thể cướp rune thôi anh em ạ. Chứ còn đánh nhau thì mình nghĩ lúc đầu là bên phía của team VP họ sẽ né thôi. Khi mà thấy Axe đẩy cao, GS cũng đang đẩy cao rồi và Ally to win có tầm nhìn. Mycontrol đang cố gắng để cướp đi cho mình output này nhưng mà solo. Anh ta giải ngay cái pha Butter Hunger đó. Làm gì nhau. Nào, Mycontrol vẫn chưa dám cướp output. Trong đó thì khu vực top lane, Ray Solution sẽ là người có cho mình output này. Mid lane. Chắc là chúng ta sẽ xem mid lane tí nha anh em. Mình khá là thích thú với kèo này. Rút cùng Lina. Thực ra thì con rút này đầu game cái lượng sát thương tay nó rất là cao. 6-7 cộng 2. Nó chỉ bị một vấn đề thôi. Là cái tầm đánh nó hơi ngắn. Lina thì đang cũng tương đương. Nhưng mà tầm đánh xa hơn. Đấy. Một con thì có cho mình tầm đánh là 670. Còn một con mình nhớ không nhầm là 450 à?
À, 380 anh em ạ, 380. Khá là thấp. Đây là ơ em ơi chết rồi. Cú lừa. Chả hiểu kiểu gì cả, tôi đã thấy em ơi chết ở trong đây ạ. Oh my god. Xong rồi, xong rồi. Bán 10 kill trắng. Đang ngồi mải phân tích với mid lên ạ. Cày dã man. Rồi, Wiha deny được cho mình một con tay dài. Một cái lợi thế quá lớn đến từ một Lina đầu game. Liên tiếp là những tình huống stun. Nhưng No One né phát thứ hai rồi, rất điện một cú này. No One vừa né cái pha vẩy mực đó, ok. Nếu mà dính pha vẩy mực đó thì trông cũng trông giống là nguy hiểm phết anh em ạ. Tình trạng gọi là quay cao kém tí, cay dã man. Chưa gì anh em đã bắt lỗi rồi. Rồi, tập trung, tập trung, tập trung. Có gì đâu. Dưới bot, Ally to Win đang gặp rất nhiều vấn đề. Với một con Phoenix tăng ngay cho mình một điểm vào cái Fire Spirit ở level 1. Solo có thể làm được gì đây? Rất khổ sở. Mai control liên tục là có những tình huống đẩy cao. Rất khó chịu. Trận đấu này, Jack đã farm rừng ngay từ level 1 rồi. Vậy là chúng ta đang có một người đi jungle. Không hề có mặt ở lên. Nhưng mà mình nghĩ là cái tầm mà Jack có cho mình khoảng tầm level 3, level 4. Anh ta có một điểm vào cái skill 1 đấy. Thì anh ta có thể hỗ trợ những cái lên khác. Một cái skill rất là khó chịu. Mini stun thôi. Nhưng mà nó nảy mấy lần. Cực kỳ khó chịu anh em ạ. Tỷ số vẫn chỉ là 1-0 dành cho bên phía Nick Mai. Mid lane thì sao đây? Lina hiện tại có cho mình đó là 6 con creep trong khi No One là 7. Vâng. Có vẻ như là Wiha đang hơi tập trung vào cái việc là harass vào người con rút này. Anh ta đang không farm được quá nhiều. No One sẽ đóng cho mình khoảng tầm 2 cái nun thôi. 2 nun. Sau đó là lên thẳng cho mình một cái giày. Sẽ là hợp lý. Nào dưới bot lên. GS hiện tại đã mất cả 2 skill nhưng mà chưa thể nào làm gì được Ally to Win như là solo cả. Nigma với một cái chip bot này thì có vẻ như là bên phía của VP phải đánh chậm lại thôi. Họ bắt buộc lùi lại anh em ạ. Vâng. Một chiến thuật khá là hay. Khi mà Nigma đẩy cao lên, ép không cho đối phương tràn lên, để cho bây giờ những cái con creep nó sẽ chết bởi cái đàn creep trong rừng. Hợp lý rồi. Vâng, Ally to Win cùng với solo đang mất XP. Nào. Mới chỉ là chuẩn bị chết hai con thôi, nhưng mà cũng được rồi. Wow, một cú vẩy khá hay. Nhưng bây giờ thì solo gặp nguy hiểm. Thôi xong rồi solo ơi. Anh ăn được một con đắc trôn thì trả lại cái mạng này. 2-0 dành cho bên phía của Nigma rồi. Đúng ở trên đời anh em ạ. Có làm thì mới có ăn. À không làm mà nói ăn thì chết ngay. Vớ va vớ vẩn chạy là KS. 3 phút thi đấu và chúng ta có 2 mạng đến từ bên phía của Nigma. Preso thì sao? Van Gu level 4 đang chuẩn bị đóng ngay cho mình đó là một cái Javelin. Một cái lối chơi nó khá là khác biệt so với những con Van Gu khác ở phiên bản hiện tại. Khi mà thường là chúng ta sẽ thấy Van Gu lên thẳng một cái Vladimir để chụp lên. Nhưng mà tại vì là cái lên này anh ta không hề bị đàn áp anh em ạ. Anh ta chỉ đi một mình thôi. Và đối phương cũng chỉ có một mình. Đó là lý do vì sao một đấy sổ cũng chả cần máu. Anh ta lên một cái Javelin để tăng thêm lượng sát thương. Và bây giờ thì solo nằm xuống tiếp tục trong tay của Mai Control rồi. 3-0 dành cho bên phía của Nigma. Một cái bot lên quá khó thở. Khi mà bên phía của VP cứ chạy cối. Cố gắng để có thể là kéo lại cái lên này. Nào, I like to win. Một con Ember đã có cho mình đó là 14 creep. Đang có tình huống ping vào một cái Runa Kane và Wiha. Anh ta không bottle. Thôi đi nhặt tạm rồi anh em ạ. Nhặt tạm thôi biết làm sao. No One thì đã có cho mình một cái nôn rồi. Đang cố gắng đóng ngay vào bottle vào người. Và bây giờ thì No One bị bớ vào. Đến từ 3 thành viên của team Nigma rồi. Trời ơi. Mấy anh ơi đánh thì nhẹ tay cho người ta một tí. Khiếp. Đang đi đứng ở mid anh em ạ. 3 ông sầu vào ông giết. Cày dã man. Thế là mấy ông chơi 1 mid hay là 3 mid đây? Vâng, 4-1 dành cho bên phía của Nigma. Một pha gánh tốt đến từ bên phía của GS cũng như là vị trí của anh chàng Kuroki. Dưới bot thì với việc là MyControl không hề còn những người đồng đội mình nữa, anh ta bộ phải lùi về. Nhưng không sao cả, Nigma sẽ có cho mình 2 rune. Và bây giờ thì Naga để xem là Miracle có nhanh tay không đây. Resolution là người nhanh tay hơn. Nhưng bây giờ Reso gặp nguy hiểm. Nhưng Kuroki lại không muốn đuổi. Và thế là thôi. Tỷ số vẫn chỉ là 4-1 dành cho bên phía của Nigma.
Quỳ Hà sẽ đóng đồ gì nhở? Mình nghĩ vẫn là một bottle thôi anh em ạ. Ơ, không lên bottle. Khá dị nhở. Hai Nun đang cố gắng để di chuyển lên. Và bây giờ thì No One chỉ cần ăn tắt là chết này. Cộng thêm một tình huống lag của Blade đến từ bên phía của anh chàng Quỳ Hà nữa là đủ rồi. 5 mạng dành cho Nick Ma sau 5 phút thi đấu. Cái gì vậy? VP họ có vẻ như là đang hơi bất ngờ trước những cái tình huống đi ganh đến từ bên phía của Nick Ma. Nếu như mình nhớ không nhầm anh em ạ, là mình từng đọc chia sẻ của Ramsey trước bộ xích, đó là No One anh ta bị một cái bệnh. Anh em biết là bệnh gì không? Khi mà anh ta bị focus ở mid là anh ta sẽ thở đâu. Thì Nick Ma đang làm điều đó thì phải. Vâng, hình như Ramsey từng nói như vậy. Đúng rồi, No One cực kỳ dễ chốc nếu mà bị focus liên tục vào. Và bây giờ đến bên phía của team Nick Ma liên tiếp là đánh những đòn tâm lý. Vâng, một pha ganh thì chả giết được, nhưng họ cứ cố gắng đấy. Cứ lao vào cho No One tiêu. Ừ thì No One có một mạng, nhưng mà bây giờ được Quỳ Hà đẩy đến rồi. Đẩy Phượng không đến nơi, nhưng mà Jack phải nằm xuống. Rezo đã có mặt nhưng mà lại không đủ mana. Trời đu. Chép tiếp. Đúng rồi, và Quỳ Hà sẽ phải nằm xuống thôi. Ui may quá anh em ạ. Rất may cho bên phía của VP khi mà Quỳ Hà không thể nào mà tự sát được. 7-3 dành cho bên phía của Nick Ma rồi. Một cả nét gốt chênh lệch. Nào, vừa rồi tiếp tục là một pha đi ganh, nhưng mà Nick Ma lại không thành công. Khi mà rõ ràng ý đồ của họ chỉ là làm cho họ No One Tilt thôi. Đấy, chỉ có xô vào No One Tilt thôi. Mai còn xô để mình check xem cái lượng network nhá. Một con ách có trung bình đó là 2k8 network. Hãy chà chà, anh ta lên đồ gì đây? Đó là một cái Raindrop cũng như là ba cái Tango. Wow. Và Control có vẻ như là cực kỳ muốn đi lên mọi người của Ally to Win. Giờ thì Phoenix đang chuẩn bị xuống rồi. Creep Shock cũng vậy. Ally to Win anh ta đã có level 6 và mình không nghĩ là bên Phoenix Ma sẽ có mạng đâu. Rất là khó anh em ạ. Chồng này 1000 máu. Giáp thì 6. Các ông ganh kiểu gì? Ganh đi. Nào, để xem là Nick Ma thực hiện pha ganh này như nào. Giờ thì có một tiếng tràn đến bên phía của GS. Và Silent được vào người của anh chàng Ally to Win rồi. Mai Control, anh ta không côn được thì phải. Và đây là một pha ganh fail. Xong rồi, Resolution có mặt để hỗ trợ thêm đam. Và đó sẽ là double kill dành cho bên phía của VP mà thôi. Chết trong một pha giật xét. Một cái kết quá là thảm thương anh em ạ. Đấy, chả hiểu ganh kiểu gì anh em ạ. Vỡ va vỡ vẩn. React, anh ta đã cố gắng để tận dụng cái rune gen này như là một cái bẫy vào bây giờ giết. Không, chính xác là No One, anh ta sẽ cố mạng chạm. Một cú giật cuối cùng của đó là double kill dành cho No One. Hai mạng rồi. Rớt, lúc đầu thì anh ta có vẻ bị tiêu đấy. Nhưng mà khi được nhường mạng thì nó là quá ngon. 4-2-0. Và network hiện tại rớt không kém Lina là bao nhiêu cả. Vài đồng thôi anh em ạ. Bây giờ thì còn ăn được cả một cái ward nữa. Đây rồi, 134 xiên. Nào, tỷ số từ 7-2 đúng không? Trở thành 6-7. Chắc là chúng ta gọi là chuẩn bị bắt đầu cái chương trình. Tinh 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 tinh. Tinh 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 tinh. Ai là diễn viên nhỉ? Ai là diễn viên nhỉ? I like to win. Một con Ember không quá xanh sao, nhưng mà ít nhất là anh ta cũng giữ được cho mình một cái lên ổn thoại. Mới chết một mạng thôi anh em ạ. Nào, My Control sẽ làm gì đây? Không. Có vẻ như là chúng ta sẽ có đánh nhau ở mid. Kuroki đang chờ sẵn. Không tin là hai con sắp với level 4 có thể làm được gì. Ally to Win còn đến nữa cơ. Nhưng mà một pha Silent liệu có thể đủ để đuổi anh ta về không? Ally to Win đẩy bóng vào. Và Rezo cũng đã có mặt rồi. Thôi xong, Nick Ma sẽ chạy kiểu gì đây? Quỳ Hà, anh stun khá là thành công đấy. Nhưng bây giờ thì có thêm một cú giật xét, có thêm một cú hồi máu, có vẻ như là không đủ rồi. Ally to Win chém được một và đó là hai mạng dành cho bên phía của VP. 9-7 rồi. Nick Ma cảm tưởng như là họ đã ăn kèo 10 kill nhưng mà không phải. 9-7. Rất căng thẳng. Một ca net gold chênh lệch dành cho Nick Ma mà thôi. XP thì tầm bao nhiêu? Không,
XP nó không nghiêng về bên phía Enigma anh em ạ. Khi mà các thành viên của Peter Pro mới là người dẫn cho mình lượng XP, đó là 1.500 rồi. Play Solution thấy vài con bóng và ở đây anh ta cũng có quất nữa. Thôi xong rồi, đây sẽ là một tình huống chase stun đến chết của Play Solution mà thôi. Đẩy bóng lên đến từ I Like To Win vào mạng thứ 10. Nó khá gần rồi, nó khá gần rồi. Nhưng mà cú ngủ này nó là đủ 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 đủ. Đủ anh em ạ, trời đủ. Ngủ và đi về được. Zach bắt được vài con trôi nhưng mà liệu là anh ta chạy được không đây? Không, Zach không bắt. Cứ tưởng là Naga chết anh em ạ, nhưng mà Naga lại không chết. 97. Và bây giờ thì chúng ta có một tình huống bao xe. Ơ, như nào nhỉ? Tôi hiểu là bây giờ bật nhạc gì rồi anh em ạ. Ơ, quay trở lại rồi. À thì thôi, cứ tưởng là bao xe lâu cơ. Đang định cho anh em nghe nhạc. Nào, 97. Vâng, khi mà Kuroki đang lải nhải với cơm áo gạo tiền thì Pinaco muốn lấy lại danh dự, nhưng mà bây giờ thì Quy Ha, ui, diễn viên hạng A trong làng diễn xuất anh em ạ, và đó là 17 dành cho bên phía của VP đấy. Quy Ha nói đơn giản thôi, bây giờ mày không chết thì để tao chết, thế là nhanh đỡ mất thời gian anh em ạ. 17 rồi thì bây giờ game đấu nó mới trở về, gọi là đúng không, nó mới trở về đúng tinh thần của eSports đấy. Bây giờ cả hai team thi đấu với một cách công minh. Nào, My Control đã bị dính một cái stun và có Black Hole luôn đến từ bên phía của ZX và rớt, anh ta đến rồi. Mạng thứ 11 dành cho bên phía của Vitor Pro. 11-7. I Like To Win. Nào, một con Ember, anh ta đang cố gắng đóng ngay cho mình, đó là một cái trống à. Trống ở trận đấu này thì mình đánh giá khá là hay, khi mà đầu game thì bên phía của VP sẽ cố gắng stick với nhau, đặc biệt là cái đàn bóng này, còn Enigma này còn có thêm trống, có thêm một cái HOD anh em ạ, thì cái việc bút trụ rất là nhanh. 11-7. Nào, có đẩy mít không, đang có những cú truyền điện và Lone One đã đuổi được cho ZS đi về rồi. Bây giờ thì Enigma là người phải chậm lại, sở hữu cho mình một con Naga không quá nhiều đồ, ba cái wetband, một giày power chip cũng như là một cái da xa, anh ta vẫn chưa đủ đồ để đánh nhau. Nhưng bây giờ thì I Like To Win có mặt để phá ư? Không nên đâu, anh ta nên đi về nhưng mà cố gắng chém. Và đến số đang đến rồi, đẩy bóng lên và đó là một cú chói chẳng. Không, nó đang cool down. Và bây giờ thì đề số có mặt bổ sung thêm lượng sát thương và đó là cú chém thứ 12. 12 mạng rồi anh em ạ, dành cho bên phía team VP. Làm sao nhỉ, solo sống sót được bằng một tình huống ultimate và Ember lại đẩy bóng lên. Một lối chơi nó quá là khác màu. Và solo đã đầy máu rồi, tiếp tục đẩy bóng lên nào, chém chói thành công. Nhưng mà cái chói nó mới chỉ level 1 mà thôi, nó không đủ để giữ chân lại Wiha rồi. I Like To Win cố gắng bật cho mình giáp lửa lên, đuổi theo nào. Rezo có mặt và đây sẽ là mạng thứ 13 dành cho bên phía của VP. Nigma muốn đánh tiếp khi mà cái phim Nick này nó bay thẳng vào No One. Và My Control cũng đã có mặt rồi, ấp trứng cộng với côn thì cửa đâu dành cho No One đây. No One nằm xuống và đây là một pha đổi lại, nhưng mà có vẻ như là VP vẫn muốn đánh tiếp khi mà con đó là một cái Jordan Thunder. Lăn lên nào và lăn lên nào, My Control liệu anh ta sống sót đổi không đây. Đang được hồi máu đến từ Sarai, nhưng bây giờ đây số sắp cùng đào xong cho mình, đó là Sobaco và đang cố gắng tính đường. Tích xiên đi và xiên chính xác rồi My Control, nhưng mà anh ta không, anh ta có năm xuống à! Chém đau thế. Và 14-8 dành cho bên phía của VP anh em ạ. Vâng, một pha team fight cực kỳ dài hơi. Nào, cái sự quát bóc cổ anh em ạ, nó là một cái skill mà kiểu nó cũng hơi cần cái kỹ năng ấy, nên là khi mà anh em cắt, anh em có thể là cắt trượt. Đó là lý do vì sao mà đây Solution anh ta phải tính toán một tí, xem đối thủ gọi là đi đường nào các thứ. Vâng, chói thành công rồi, nhưng I Like To Win, mình không nghĩ anh ta cũng muốn đánh đâu. Không muốn đánh đâu, đi về thôi. Giờ thì sao nhỉ? Nigma họ vẫn đang có thể là giữ được một lượng network ổn định. Sau khi đó thì bên phía của VP, thực sự là một trận đấu họ đang đánh quá hay. Liên tiếp đã bắt được vào các thành viên Nigma rồi, và đó là một cú xiên kết thúc bảng của Kuroki thôi. 15-8, No One đã active cho mình cái run hết lên, nhưng có vẻ như là con Phượng Hoàng này không hề nằm trong tầm với của anh ta. Di chuyển xuống bot ư, Rezo đã có mặt.
Và Miracle cần phải cẩn thận. Anh ta có cho mình một cái ngủ không? Không có ngủ anh em ạ. Thôi xong rồi. Làm gì có thuốc ngủ đâu. Này này thì Miracle này. Miracle này. Và mạng thứ 16. Vâng, lúc cần ngủ thì lại không có ngủ anh em ạ. Đang mùa Covid mà. Tiệm thuốc đóng cửa hết rồi. Lấy đâu ra thuốc ngủ. Không mua được. Đang cooldown. Vâng, VP đã có 16 mạng rồi. Và trận đấu này XP 6k net worth. Oh my god. Nào, VP có muốn đẩy không? Như mình đã nói thì một cái trống anh em ạ, cộng với một cái HOD đến từ bên phía của Enigma, họ có quá nhiều những cái lý do để có thể push sớm. Những món item mà đánh nhau sớm nó cực kỳ hữu dụng. Nào, đẩy không? Đẩy thôi anh ơi. Suy nghĩ gì nữa? Đúng rồi. Ép mid bắt cho bên phía Enigma phải cầu bát. Họ đã cắm cho mình một cái ra rồi và nhìn thấy vị trí của Kodoki. Còn có lính trong này khá khó sống. Ui ha. Thế ta chỉ cố gắng có những tình huống stun cộng với đẩy phượng thôi. 17-8 dành cho bên phía của VP rồi. Ồ, bây giờ thì tiếp tục nhìn những Miracle. Anh ta có ngủ. Để xem nào, để xem nào. Để xem anh ta có thể clutch được không. Clutch bú cu, clutch bú cu. Vâng, Miracle đang cố gắng lừa đối phương. Còn đó là cú ngủ. Bây giờ thì Miracle cần phải TP về nhà. TP nhưng mà không có TP ạ. À. Trời đủ, xong rồi. Và có vẻ như VP sẽ tràn lên thôi. Họ biết là Miracle không hề có ngủ. Và có vẻ như là đội hình của VP đang tràn lên rất nhanh. Reso đang đến rồi. Nhưng mà đó là cú búp cho mình tốc chạy đến bên phía anh chàng Kuroki. Miracle vẫn đang cố gắng xúc kinh. Chạy anh ơi, chạy đi. Chúng nó đang đuổi anh kia. Vâng, và Miracle chạy được rồi anh em ạ. Rất là thành công. Có vẻ như là mặc dù là gặp một pha vệ 1v5 anh em ạ, vẫn chơi được. Mười bảy tám, 2k net gỗ chảy Enigma. Nào, họ vẫn đang cố gắng kéo game đấu này. GS thì vẫn tiếp tục là những cái tình huống chặn clip thôi. Được đấy, được đấy, cứ lắc được anh em ạ. Cay thật, tôi bảo là cứ lắc bú cu chứ tôi có bảo là bú cu ai đâu. Cay dã man. Anh em bình tĩnh, tôi có bảo bú cu ai đâu. Sao nhở, một game đấu mà chúng ta có đến 2 lần bao xe, 2 lần tactical timeout đấy. Thế như ở bên Senko là như vậy. Bây giờ thì Kuroki tiếp tục phải nằm xuống. Mặc dù là một game đấu mà VP họ dẫn khá nhiều mạng, họ dẫn khá nhiều XP, nhưng mà về lượng tiền thì Miracle cũng làm rất tốt. Anh ta kéo được khoảng tầm 2k, 3k net worth so với người giàu nhất phía đối phương. Rất là tuyệt vời. Để xem là trận đấu này thì Miracle có thể làm được VS5 được không. Giờ thì đội hình của VP đang đẩy lên khu vực top lên. Và Mike Control cần phải cẩn thận. Để xem nào. Một pha teamfight khá quan trọng. Bây giờ thì VP có lợi thế về mặt tầm nhìn rồi. Rezo không dám chạm vào. Chỉ là một pha squad buckle mà thôi. Giờ thì sao đây. Bên phía của Enigma đã smoke để giấu mình. Nhưng mà họ đang khá thấp máu. Weha chỉ còn nửa cây. Mike Control cũng vậy luôn. Không muốn đánh rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì GS lại lộ vị trí. Thôi xong rồi. Ally to win có muốn vào không? Kuroki vẫn chưa lộ. Ally to win tiếp tục đoán. Và đó chỉ là một cái giáp lửa để clear đi những con creep mà thôi. GS đang đến, Mike Control cũng đang đến. Và đây có thể là một tình huống Ember không thể nào mà tỉnh nổi. Đây rồi, mạng đầu tiên dành cho bên phía của Enigma. Resolution đài vào quá sâu, bây giờ anh ta gặp nguy hiểm. Ui, cú silent thôi cộng với một cú lốc. Nó quá đẹp anh em ạ. Và hai thành viên đến từ VP sẽ phải nằm thôi. Đột nhiên Enigma quay trở lại với trận đấu này với 3 mạng. Jack đã lộ vị trí thì phải. Không, chính xác là anh ta không lộ. Và một pha teamfight quá hoàn hảo đến từ băng cướp áo tím. Làm sao đây? Đúng thật anh em ạ, muốn cướp thì phải đánh nhiều trận. Mà muốn đánh nhiều trận thì thắng trước game 1 đã, game 2 thua sau, đúng không? Còn hơn là thua game 1, thua cả game 2, cuối cùng chỉ được đánh 2 game. Tôi quá hiểu Kuroki rồi.
Nào bây giờ thì Mai Control nhìn thấy được vị trí của Zac rồi, anh ta đang gặp nguy hiểm, quá nhiều sát thương đến từ bên phía của No1 cũng như là một con Enigma. Mai Control cố gắng là có những pha côn nhưng mà không đủ đâu, anh ta đài vào quá sâu và phải nằm xuống. Chết qua những món item to đi, No1 anh ta có cho mình đó là một Etherland cũng như là một cái giày bay. Trong khi đó thì Enigma sở hữu HOD và Mechanism. Resolution thì cầm Vladimir cũng như là một cái Javelin thôi. Mình nghĩ cái Javelin này là đủ anh em ạ. Tại vì là trận đấu này Reso không cần farm quá nhiều. Cái gì thế này? Black Hole thẳng vào người của Miracle bắt nó sẽ đâm bang của anh ta phải nằm xuống. Dominating dành cho No1 vào phút thứ 20. Vâng, Miracle anh chưa làm chủ được sức mạnh của mình đâu. Mới có một cái Manta thôi mà cứ tưởng như là 6 đồ rồi. Đẩy lên như thật anh em ạ. Và giờ thì No1 tiếp tục đẩy này, trông kìa. Vâng, chỉ hai cú giật thôi mà No1 cấu được nửa cây máu của Kuroki. Và bây giờ sẽ là cú giật thứ 3. Mega kill dành No1. Mai Control cố gắng vớt vát lại một điều gì đó khi mà côn vào người của I Like The Wind. Nhưng mà cũng chả thể làm gì cả. Khi mà ba thành viên của Enigma đã lên bảng rồi. Thế là như nào nhỉ? Tôi vừa mới kêu Enigma sẽ thắng game này để thua hai game sau anh em ạ. Thì bây giờ Enigma lại mất luôn ba người. Sai kịch bản rồi. Đau đầu quá. Không biết là mấy cái thằng băng cướp là nó nghĩ cái gì nữa. Từ xem nào. 22 11. 22 cộng 11 thì bằng 33. Mà cộng thì nó lệch sang bên phải anh em ạ. Đúng rồi. 22 cộng 11 bằng 33. 33 ở bên phải, 22 ở bên trái. 322 2233. Lú. Rốt cuộc là bên nào bán nhở? 322 233. Ngược anh em ạ. Ngược. Tức là nếu mà tôi nghĩ là bên nào thắng thì bên ấy sẽ thua. Ok. Hiểu rồi. Hai team đưa ra dấu hiệu rồi anh em ạ. Mình nghĩ trận này Enigma sẽ thắng. Tức là Enigma sẽ thua. Hợp lý rồi. Nào 22 11. Mà Enigma họ đang có một tình huống sớm ốc. Đây rồi. VP họ cũng sớm ốc luôn. Nhưng mà I Like To Win đã lộ sớm ốc. Để xem là Enigma trận đấu này có thua không nhá. Như mình tính là Enigma sẽ thua anh em ạ. Tại vì tôi nghĩ là Enigma sẽ thắng thì Enigma sẽ thua. Nhưng mà Enigma thì vẫn chưa dám đánh nhau. Hợp lý rồi anh em ạ. Naga thì mới có một cái defu, một cái Manta. Chưa đủ được. Chào em. Hello. Anh đứng đây từ chiều. Đây rồi. Trong khi tôi đang ngồi gọi là lầm ba lầm bẩm một mình thì tôi đã có sự góp mặt của Cutter Cheat. Tristana đúng không? Vâng, Cheat trong từ Tristana. Vâng, một hero đến từ Liên Minh Huyền Thoại anh em ạ. Nhưng mà đây là thật sự đi, nó vẫn là viết từ tên ra và chỉ hơi đáng tiếc là cái chữ Cheat này là hay dành cho con gái ở nước ngoài nhiều hơn chứ không phải là con trai, nhưng mà thôi, nghe nó cũng tây tây một tí. Đúng. Vẫn thích rồi. Thì xin phép anh em là vừa rồi thì tôi vừa ra nạp tí năng lượng để có thể vào hỗ trợ được anh ấy nhanh nhất có thể thôi. Đúng. Thì nhìn qua thì đã thấy là VP, ui, họ dẫn đến 10 mạng nhưng nhìn cái network kìa. Ai chả, Enigma họ kéo cái trận đấu này ra khá là tốt nha. Coi rồi của họ vẫn đang đi farm được, rất là thoải mái. Nhưng mà về cái, thậm chí là về cái XP difference thì Enigma lại là người đang hơn. Không, bên phía của VP là người đang hơn. VP ở trên. Chả hiểu kiểu gì anh em ạ. Em nhìn rõ ràng là cái đồ thị nó đi lên trên. Em nhìn vội quá, nhưng đây này nó bắt đầu nó chuẩn bị đi xuống này, tôi không được rồi. Mất thêm cả mạng của Kuroki rồi. Nào, sao? Enigma họ vừa mất một thành viên, No1 đang đẩy lên, GX đã lộ vị trí. I Like To Win có chói được không đây? Cần có một cú chói và chói được rồi. Cần phải ép cho con Phoenix này nó ấp trứng vào đây rồi. Có hai pha trứng không? Thôi, không phá nữa. Đi ra ngoài. Nhưng mà solo không kịp đi ra. Nhưng mà bây giờ thì Ember anh ta né được pha stun đó của cái quả trứng. Và VP đang tràn lên high ground khi mà chúng hai chưa nổ. Cái gì thế này VP ơi? Drink Vodka Play Dota họ tràn thẳng vào chung 4 đánh nhau luôn anh em ạ. My Control nằm xuống. I Like To Win anh ta vẫn còn sống sau khi mà bị dồn sát thương đến từ bên phía Enigma. Vâng, đúng là Dota ngà ngố. Khát máu của anh ơi, phi thẳng vào trong nhà giết người như thế này thì thật sự là bên phía Enigma họ cũng phải gặp bất ngờ ngay. Vẫn đang cố gắng để cho con Naga được đi farm lẻ. Nhưng mà thật sự thì bên phía của VP họ
Ôi, một cái lối Dota nó gọi là cục xúc quá. Đúng. Và anh đánh giá rất là cao cái pha teamfight đấy. Cực kỳ là cao luôn. Tại vì là I Like To Win, anh ta đã thăm binh quá chuẩn cái Sly of Fit. Anh ta đã dùng cái khoảng thời gian ít ỏi. Tại vì là chỉ chém được một thôi. Lúc đó là chỉ có hai người hay một người thì phải. Tức là cái khoảng thời gian bất tử nó rất là thấp anh em ạ. Nó chỉ tầm 0.2 giây hoặc là 0.4 giây thì phải. Nếu mà chém càng nhiều mục tiêu thì càng nhiều. Càng lâu càng lâu. Nhưng mà cái pha đấy chỉ có hai mục tiêu thôi. Nó ít lắm. Đúng. Vâng, quả đấy không cũng khó để mà nghĩ được rằng Ale Duy anh ta gọi là làm được một pha né nó hay như thế. Và gần như là quả trứng đấy nó vô dụng hoàn toàn. Vừa mất trứng lại còn không sở tan được ai cả. Và lại còn thậm chí là mất thêm cả hai mạng nữa. Bên phía của VP họ vẫn đang đánh rất cục ở đây. Lại tới thì tiếp tục lăn vào người của My Control. Làm sao đây? Một ách nhưng mà anh ta không thể nào mà vào combat được. Đó là một cú chặn đầu. Khi mà đó là sâu bài đến từ bên phía của Kuroki. Nhưng mà bây giờ thì Kuroki bay bách ra làm gì đây? Đó là hiệp 2 anh em ạ, hiệp 2 rồi. Lina tự lock mình lên và Blink đi được. Nhưng mà trong đấu này Zoe chém qua đâu? Đến từ những con bóng quay chặt Naga. Một quả trứng nữa ấp ra. Và quả trứng này nó sẽ được bảo vệ đến từ bên phía của My Control. Combat lật lại rồi. Hai mạng dành cho Nick Ma và Lay Solution đang cố gắng để chạy thoát. Nhưng mà chạy đâu con sâu đây? Oh My Control, anh đã bị giữ chân lại bởi con xe tàu này. Nhưng mà VR vẫn kịp lock đối phương lên. Và thế là hết dành cho bên phía của Vitus Pro rồi. 26-14. Vâng, tiếp tục là một cú lật kèo đến từ Nick Ma. Vâng, cứ tưởng rằng bên phía Nick Ma họ sẽ gặp khó khăn khi mà Laguna lên không gây đam một chút nào lên người của Vangolia cả. Nhưng ngay lập tức thì có một pha ấp trứng, cũng đó là một pha sờ tan 2 đến từ Weha. Nó phải gọi là quá la tín luôn. Câu chuyện nó lại lật ngược lại hoàn toàn và Nick Ma sẽ lại có được thêm một chút lợi thế và lại một khoảng thời gian nữa để con Naga này nó kéo nét luôn thôi. Và bây giờ thì XP nó đang rơi vào tầm 10k đấy. Nhưng mà lượng network nó đã cân bằng rồi anh em ạ. VP bây giờ chỉ còn lợi thế về mặt kinh nghiệm thôi. Và thực sự thì cái tầm này rõ ràng là giữa những cái level 14 và level khoảng tầm 15-16 thì nó không khác nhau quá nhiều. Tại vì chúng ta phải lấy 10.000 chia cho 5. Đúng vậy. Mỗi người chỉ được thêm khoảng tầm 2.000 XP thôi. Thì thực sự là một con Ember level 15 anh em ạ cũng không khác gì đối với đối phương khi mà level 14, level 10 cả. Nó chỉ chênh khoảng đúng là một cấp hơn so với coi đối phương khoảng nửa cấp thôi, còn chưa tính đến một cấp. Bây giờ chỉ có duy nhất là No One này. Level 18, anh ta có 3 điểm ulti thì cái giật ulti này sẽ đau hơn. Chứ còn như con Ember là chả khác gì cả. Không khác mấy. Vẫn là một con Ember. Và bây giờ thì Nigma họ đang chiếm được lợi thế về mặt network rồi. Bên phía của VP họ đánh khát máu nhưng vẫn chưa thể ép được các thành viên Nigma đâu. Nigma vẫn đang thiếu rất quân cường. Nào, Blink lên để làm gì vậy? Chắc bấm nhận đây rồi. Đây rồi, côn được bằng người của No One, dồn rất nhiều sát thương vào. No One cố gắng né đi bằng một cú tự lốc bản thân lên. Nhưng mà bây giờ thì có ấp trứng đến từ bên phía của Phoenix. Quả trứng này nó sẽ thành công thôi. Và đó sẽ là mạng của No One chăng? Anh ta đang đổi máu quá nhiều đến tía của Oracle. Và bây giờ No One đầy máu rồi. Weha Blink được ra ngoài đấy. Nhưng mà I Like To Win, anh ta không đoán được là đối phương đẩy lên trên. Diễn đang cố gắng bò trườn, đang cố gắng bò trườn. I Like To Win chiếm cho anh thành công. Và thế là hết dành cho bên phía của gì hết. Nhưng mà bây giờ thì Miracle, anh ta đang bị quay đến hai thành viên. Hay là anh ta quay hai người đây? Và quay ngược lại Rezo luôn. Và đó là mạng I Like To Win phải nằm xuống. Cái gì đây Miracle ơi? Anh nhiều đồ lắm, anh nhiều đồ lắm, đừng chạy nữa. Nhưng mà đằng sau Rezo đó là hai thành viên nữa đến từ bên phía của VP. Đây và rồi. Miracle quyết định là cắt cho mình một bình thuốc lú. Cái gì? Câu định đánh ai? No One đang bị gọi là tách lẻm những đồng đội mình. Phân báo. Chém. Một cú sơ tân đến từ Weha đang cứu Miracle. Miracle vẫn có thể về được không được rồi. Weha không thể làm gì hơn. Khá là đáng tiếc. Ăn ngay một cú Black Hole vào mồm anh em ạ. Cày dã man. Tại sao không lựa chọn cách dễ hơn nhỉ? Ngủ trong cái TV về. Đúng. Nhưng mà có vẻ như là vừa rồi em thấy Weha cũng đã stun sở tiểm xong rồi bắn vài cái vào đầu của No One. Nhưng có vẻ như Weha xác định không đủ đam. Tại vì Miracle của đấy chắc là muốn giết No One trước xong quay lại đánh luôn. Vâng, 30-15. Và giờ thì VP lại là người dẫn network. Đúng, nhưng mà dẫn chỉ có 4.000 thôi thì nó cũng không phải là một con số nó quá lớn. Và cái cơ hội để bên phía Nigma họ comeback vẫn còn. Khi mà họ, nói chung là họ có những cái skill để combat tổng rất khỏe. Nào, vừa rồi là một cú giật. Và ôi, bên phía của VP họ có cho mình tầm nhìn. Đẩy bóng lên, kết thúc Kuroki đi thôi. Nhưng mà anh ta kịp cắt cho mình, đúng không? Sông bài, và bây giờ thì Weha. Liệu là Weha phải chết không đây? Weha được hồi máu, Weha sống rồi.
Nhưng mà John Alain gặp khá nhiều hiểm, anh ta còn đó là một phone Bolomit. Quả trứng này nó ấp tiếp tục là quá đẹp và bên phía của VP lại phải đi về. Nhưng mà không ai dính cái stun cả. Bezo chạy được bằng Roaring Thunder và anh ta sẽ về được thôi. Mà họ vẫn cố gắng đẩy lên thôi. Đây là một phạm vi mà bên phía của team VP họ có cho mình tầm nhìn. Họ có lợi thế về mặt vision. Nào, đây Solution đang bị êm vào nhưng mà lượng sát thương nó là chưa đủ lớn thì phải. Đây số cứng quá, đây số cứng quá. Cứng thế này thì chết kiểu gì đây? Vâng, ăn thêm một cục tàn và 70 ra lên bảng. Ok. Cuối cùng thì bên phía Enigma đã dồn đam được thành công. Họ kết thúc được bảng của Daiso. Cố gắng ăn Rezo thì những người đồng đội của anh ấy cũng đã chạy nhẹ thoát đi hết rồi. Nhưng đây sẽ là khoảng thời gian mà Enigma họ muốn ăn vào con Roshan này. Đây sẽ là cơ hội khi mà bên phía VP họ đang không có sự hiện của Rezo, bắt buộc sẽ phải bay bánh ra. Nhưng mà vẫn đang chưa có Black Hole đến từ con Enigma này nha. Bây giờ vẫn cố gắng lao vào để câu kéo. Mình đã cầu hết sạch bóng rồi, sẽ là phải lùi ra sớm thôi. Vâng, tiếp tục là những cú gọi cho mình cái Nimbus đến từ bên phía của Zerd. Rất khó chịu. Zerd đã hoàn thành gậy xanh rồi. Và anh ta xem nào, anh muốn check qua cái lượng talent 30 tốc chạy, 3 mana regen. Một con Ember thì sao? Cộng 1 giây Searing trên cũng như là 25 đam. Một lối chơi hợp lý thôi. Đối phương là những con tướng mỏng cánh như là Grim Choke, thì anh ta chỉ cần lao vào chói được khoảng tầm 4 giây thì mặc nó là quá nhiều. Chắc chắn là với sẽ chết này. Grim Choke thì gần như là không có gì để thoát hay là để sống được thêm một tí cả. Tiếp tục là giật xét ra đến cho bên phía của Zerd để check tầm nhìn. Và Enigma lại phải lùi về. Đấy. Đây là cái áp lực khi mà anh em đánh với Zerd anh em ạ. Tại vì cứ thỉnh thoảng một tí thôi là Zerd lại giật ulti. Và đội hình của họ lại phải đánh chậm lại. Họ sẽ bị lộ vị trí nhưng em thấy bên phía của VP họ có Oracle đánh khá là hay. Nhưng mà từ nãy giờ cái Laguna Blade của Guiha nó gần như là không bao giờ gây được đam. Đúng. Oracle búp rất hợp lý. Cứ khi mà chuẩn bị VK33 chuẩn bị cắt cái Laguna đúng không? Đúng vậy. Thì lại có một cái phép addict để kháng 100% kháng phép anh em ạ. Là cái Laguna mất hết luôn. Bây giờ anh nghĩ là anh ta phải lên cạnh xanh. Một con Lina phải lên cạnh xanh để chuyển hóa cái lượng sát thương từ sát thương phép thành sát thương chuẩn. Đúng, sát thương chuẩn đấy. Vì như thế thì kể cả là có Pangolier cũng không thể chống chịu được quá lâu. Thì hiện tại Pangolier cũng đang khá là trâu rồi. Bây giờ đang có smoke của bên phía VP. Nhưng cái hướng đi này thì có vẻ như Enigma cũng đã đoán ra khi mà họ di chuyển tất cả trong khu vực rừng bốt của đối phương. Sẽ là di chuyển có thể nói là không gặp được ai đâu. Hai bên đều rất cẩn thận. Nào, VP họ đang đẩy lên khu vực rừng này khi mà có vẻ như là đoán được Enigma đứng ở đây nhưng mà đâu ăn. Anh ta đừng quá cao. Oracle đâu rồi? Vậy là solo đã có mặt để lấy ra cứu chúa. Nhưng mà bây giờ thì Michael đang đứng hơi cao với đội hình của bên phía Enigma rồi. Nào, đang có tướng dồn sát thương vào và con ách của Michael nó mất đi nửa cây. Quỳ Hà anh ta vẫn đang giữ được khoảng đồi này. Vẫn là một vị trí đẹp dành cho bên phía Enigma và VP không dám tràn lên. Hợp lý rồi. Không thể nào mà lên được cái địa hình này anh em ạ. Nó quá xấu dành cho VP. Vậy high ground đã thuộc về Enigma và bây giờ VP quyết định là lại lùi về. Họ biết được vị trí của đối phương ở đâu rồi. Bây giờ thì họ quyết định là không vào ăn Rosa nữa, ép đối phương. Nếu các không về cả thì sẽ là một cái egit. Đây không, em không biết đây là đang ở một Rosa mấy rồi. Rosa đầu tiên. Một Rosa đầu tiên rồi. Trận đấu mà diễn ra có thể nói là khá là căng thẳng đây. Vẫn sẽ là một cái egit cho có lẽ sẽ là cho Ember hoặc là cho No One. Em nghĩ là cho Ember thì là hợp lý hơn nhưng mà Ember lao vào và sẽ phải chống chịu rất nhiều. Enigma có vẻ như là sẽ phải nhường con Rosa này cho bên phía VP thôi. Họ cũng không thể bào được quá nhiều máu của trụ bốt. Nhưng không, họ đang TP về Apoth. Và bây giờ No One đang bị bắt vào rồi. Có một quả trứng mềm ra stun. No One chết ngay lập tức. Không thể nào cả lại được. No One tập trung không có Blacker dây. Anh mở BKB nhưng không có Blacker. Và bây giờ anh ta TP về thành công. Resolution cũng sẽ phải về. Và con Rosa này nó lại tạo tư thuốc về bên phía Enigma. Vâng, VP họ vừa định đi tắt đón đầu, tức là họ thấy rằng Enigma đang TP về cái khu vực Apoth này. Và em có để ý thấy là Zack định làm gì không? Anh ta định Black Hole luôn vào cái chỗ mà đúng rồi, đội hình đối phương đang TP ra. Nhưng mà anh ta lại bị hớ, tại vì đối phương đã TP ra trước có hai người rồi. Ra hết rồi. Đúng. Thế là thậm chí là No One lại còn bị cô lập nữa, một pha mà No One bị bắt quá nhanh. Vẫn cố hai bên giày dưới nhau, Michael Cho hú được một người cho có săn đôi đến từ Guiha. Nhưng người số cũng đang lập lè ở ngoài. Highlight to win cũng đã di chuyển đến, hai bên lại gườm ghè nhau ở cái khu vực Rosa này thôi. Khu vực hàng Rosa này vẫn đang rất căng thẳng. Nhưng con Rosa đang khá thấp máu rồi. Mình mà có thể đánh được với lợi thế hơn người.
Rõ ràng là cái lượng sát thương đến từ con Naga này là khá lớn. Rezo bắt thằng Minh và đẩy vào để xem nào liệu là bên phía VP có thể có một mạng không đây. Digma vẫn đang chờ đợi và trông tượng HP của anh chàng Miracle kìa. Anh ta còn trả tụt máu luôn đấy. Vâng, giờ đi cùng hai con đó được cùng Black Hole đến cho mình với CX. Anh ta cần phải Caso và Black Hole và nhặt cho mình cái Regis này. Đúng rồi, và ping rất nhiều mọi người của Miracle. Miracle lên bảng rồi. 33-17. Miracle không hề có buyback và Kuroki thì lại giật mình. Cái gì cơ? Thôi xong rồi, đội hình của Nigma tàn vỡ hoàn toàn. Michael trồ chết Kuroki ra đi trước đó. Và thậm chí là Miracle còn không có buyback cơ. Thì làm sao mà cản được đợt push của bên phía VP đây. Chỉ còn lại Công Phượng cùng người đó là Lina. Một cái ấp trứng nhưng gần như là thiếu đi những cái sự cover đến từ Michael trồ. Thì làm sao mà có thể up được thành công? Rất khó. Rất khó để có thể đem được. Có lẽ sẽ là một lan, ít nhất là một trụ rồi, ít nhất là một trụ, có thể sẽ là một lan dành cho bên phía VP. Nào, bài bách là không hề có trong tay của Miracle. Và VP họ không biết điều này, nhưng một cái quan trọng là họ cứ đẩy thôi. Để cho Miracle bài bách ra thì đánh, thì tính tiếp, đúng không? Họ làm sao mà phải nghĩ nhiều anh em. Không cần phải nghĩ nhiều làm gì cả, cứ lao lên mà đâm những bao rách đi. Và bây giờ thì đó là một pha ấp trứng đến từ bên phía của Phoenix để đuổi cho các thành viên của VP về. Họ cũng chỉ lùi lại một tí thôi mà lại giật ngược trở lại. Ôi, hơi phí trứng rồi, em nghĩ thế này là hơi phí trứng rồi. Còn họ mất đi trứng rồi thì bây giờ cái land hit này sẽ mất rất dễ dàng thôi. Nhưng mà có vẻ như Michael Cho đang muốn lao vào thú được Resolution, nhưng Resolution không quá quan tâm. Bây giờ thì đang dùng rất nhiều thứ vào Resolution nhưng mà được bump vào và Resolution lại lùi ra một cách quá thoải mái thôi. Trận đấu này VP thi đấu kiểu quá dễ khi họ lúc nào cũng có cho mình một Oracle đứng ở đằng sau. Tức là bên phía của VP có thể là thoải mái cắt một người lao lên đứng cao để cho ra. Có thể là câu kéo những pha côn, câu kéo những pha dồn sát thương vào đến từ bên phía Nigma. Và sau đó thì solo sẽ lên live cứu chùa. Đơn giản anh em ạ. Oracle và gần như là đúng. Các thành viên của Nigma cũng không có cái gì, không có con gì để có thể bớ vào được Oracle cả. Họ chỉ có thể gọi là càn càn một chút thôi, nhưng mà Oracle đứng ở sau và búp từ một cái khoảng cách xa quá. Ô, chúng ta sắp đạt được 1 người xem rồi em. Mong rằng là mỗi anh em đang xem kênh có thể là thả cho bọn mình một like nhỉ. Đúng rồi, mới được. Cảm ơn anh em rất là nhiều để chúng ta có thể đạt được 1 người xem. Vâng. Sắp được 1 người xem rồi mình nhưng còn chưa được có 0.4 like. Anh em cứ phải like liên tục vào 1 người xem thì phải có 1 like chứ. Kìa. Sao lại như thế được nhỉ? 35-17 và 7k net worth chênh. Tính vào phút thứ 36 thì nó không nhiều đâu. Nhưng mà rõ ràng là VP họ đã quá tự tin với một con Oracle trong tay của solo. Thế trận thì họ đang trông dây ác kìa. Enigma nhưng mà dơ mặt là đầu tiên luôn. Anh ta còn chả sợ chết luôn anh em ạ. Khi mà anh ta có khi này ghi. Đấy, các ông lao vào đi. Các ông đánh tôi đi. Vâng, lao vào cả đợt lại ăn cái Black Hole mồm. Đúng. Với cái vị trí cao như này nhá, Enigma cũng đang gây rất nhiều áp lực khi mà anh ta có thể blink được vào sâu hơn để Black Hole thẳng vào mồm của bên phía Enigma. Và các thành viên của Nigma họ bắt buộc phải lùi về, mà họ rất sợ một tình huống tràn lên của bên phía VP. Không còn trụ cả lại nữa rồi thì bên phía VP họ tràn lên càng dễ dàng. Và bây giờ thì bắt kiểu gì đây? Cái con Nigma nó bị sai các bạn. Tại vì bình thường nhá, nếu mà chúng ta suy nghĩ theo kiểu logic thông thường là không bao giờ thấy Nigma gọi là sâu mặt ở trong combat cả. Nhưng mà Nigma còn dễ ác kìa. anh ta còn dơ mặt ra cho đối phương đánh luôn. Đấy, đứng thế này đúng kiểu là tôi sắp vào Black Hole này. Đây rồi, đây rồi, đây nào? Rồi Nigma mở màn combat bằng một cú côn. Và bây giờ thì có dồn một chút sát thương vào. Nhưng mà Phoenix đã chết rồi. Cái gì thế? Nhìn dâu gấp thịt đến từ VP anh em ạ. Vâng. Và anh thậm chí còn không vượt qua cho máu. Anh ta vẫn có thể về được rồi. Vẫn sẽ là về được đến từ cái con Enigma này. Và thôi rồi, Nigma và team Nigma như thế này thì mất hết rồi. Họ bắt vào vị trí của ZX trước. ZX thậm chí không thèm Black Hole nhưng họ lại mất đi Công Phượng. Và bây giờ thì cái khiên Aegis nó vẫn còn anh em ạ. Vẫn là có thể làm cái trò đấy được. Cứ giơ mặt lên thôi. Bây giờ tôi đứng đây này hả? Cái ra không vào được. Hôm nay em biết là anh đã gọi là tham minh như nào. Tức là cái lúc đó là game đấu khoảng tầm 15 phút. Tỷ số đang là 22-11 dành cho VP. Thì anh tự nhiên anh thấy mẫu xe. Anh mới nghĩ là chắc là hai team đang cố gắng gọi là bắn cho anh một cái tín hiệu gì đấy. 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 Thì anh bắt đầu suy nghĩ. Một bên 22. Một bên 11. 22 cộng 11 bằng 33. 233. Tức là ngược với 322 đúng không? Đúng. Đấy. Mà tức là anh nghĩ là có vẻ như là VP đang muốn bắn cho anh tín hiệu là mày đang nghĩ như nào thì nó sẽ ngược lại.
Đấy. Thế là anh mới bảo anh em là trận này tôi nghĩ Nick Ma thắng, tức là Nick Ma sẽ thua. Anh em không tin. Anh em không tin. Không, anh em không nhận ra được cái dấu hiệu đấy anh ạ. Anh nói với anh em luôn, anh giải thích luôn về cách anh tính, nhưng mà anh em không tin. Thế thì không được. Anh em cứ bảo là ông này gọi là mất trí thôi, đúng không? Cứ bảo là ôi ông này mất trí chứ không, thực ra thì không hề mất trí một tí nào luôn mà tràn trề gọi là trí lực luôn đúng. Anh em ơi. Rõ ràng là cái khám phong xe đấy nó phải là một dấu hiệu gì đúng không? Đúng không? Nó phải là một cái thông tin gì đó. Phải là phải có lý do gì người ta mới phong xe chứ làm gì mà có chuyện đơ máy được, mấy cái ông này máy thì máy xịn. Mạng thì cũng toàn mạng xịn. Đúng. Làm gì có cái chuyện mà kiểu đang đánh dở chừng mà lại có cái chuyện disconnect được. lừa hết đây rồi. Nào, bây giờ thì VP họ có thể làm tiếp cái trò vừa rồi không? Không, anh em ạ, họ đã mất cho mình đó là cái này ít rồi. Và My Control vừa bị cấu đi, đó là cái Blacking 3. Và trong combat tiếp theo thì bên phía Nick Mạng thiếu một cái Blacking 3 khá quan trọng. Rồi thì VP có muốn trả lại không đây? Đây sẽ là cơ hội để cho họ kết thúc game đấu với hai lần Black Hole. Nào, Jay Ax, anh ta cần phải nấp thật kỹ. Lần này lại nấp kỹ rồi, mất đúng. Kia Regis cho nên lại nấp đi rồi. Nhưng không sao, không có Jay Ax thì vẫn còn Resolution. Không có Bagolio mà hoàn toàn có thể lùi ra lùi vào rất hợp lý thôi. Và thậm chí là cả I Like To Win với một con Ember nữa. Những con hero mà có khả năng ra vào combat nó rất thoải mái dành cho các thành viên VP thì họ hoàn toàn có thể đứng mũi chịu sào. Và solo thì cũng sẽ lại hồi lại lượng máu cho họ sớm thôi. Về Solution còn Bango quá xanh anh em ạ. Gần xanh, Pai, Vladimir cũng như là một cái 4 set 1. Ôi, sao mà nó lại khỏe đến thế. Lượng network tầm này của Deso đó là 16k rồi. Chuyện xanh là được cái gì hả anh? Chuyện xanh thì khi mà em lên chuyện xanh thì cái skill 2 của em cái nó siêu crack nó xung quanh. Đúng, khi mà em nhảy cái skill 2 thì nó lại sọc ra xung quanh những cái đòn skill 1. Tức là em tưởng tượng là em sẽ có 2 lần skill 1. Vâng đấy. Tưởng tượng là như mà thế. Mà thực là còn ra 4 hướng cơ. Đúng rồi. Rất khó chịu nha. Nếu mà kiểu lao vào giữa mà lao vào W này đúng. Thì tức là đi sam được nhiều thì là được. Một cái gậy xanh nó phù hợp tại vì là cái chất của con Bango này là càng về late game ấy, nó sẽ càng là thiên về kiểu là phá combat. Nó làm cho đội hình của team địch bối rối tại vì là bắt một con Bango đang lăn bóng thì cũng không được. Đúng. Mà không giết nó thì cũng không được. Giết thì lại phải đánh tay. Đánh tay thì lao vào gần thì lại bị nó hút cho sờ tạt. Đúng. Ô khoai thế nhỉ. Bây giờ thì đánh tay thì lại bị yếu quá. Nhưng bây giờ mình phải dồn sát thương phép. Nhưng mà ở đây thì có dồn sát thương phép không? Mai con chúng lại bú lề xô rồi. Rất nhiều thứ lại được dồn vào không ba ngô. Nhưng Bango lao thẳng vào giữa đội hình của Nick Ma luôn. Ở một diễn biến khác đang có một quả trứng ấp thẳng vào solo. Họ đang muốn dí vào solo và no one. Solo bị stun lại, no one cũng đang bị đâm vào đến từ công vượng. Nhưng lượng sát thương có vẻ là không đủ. Và solo thì đã được đồng đội ra cứu đến tận nơi rồi. Người chết đó là Huy Hà. Bây giờ solo cũng đang phải nằm xuống nhưng không sao. Đó vẫn sẽ là một combat bởi vì VP có rất nhiều lợi thế. Nhưng mở BKB đến từ My Control. Và bây giờ thì Zay đã mở cho mình một cái Black Hole trúng vào người Miracle. Mình rất nhiều mà của Miracle sẽ là người phải nằm xuống chẳng. Anh đã cố gắng ngủ lại. Và bây giờ sẽ là hiệp số 2. Nào GS, anh ta không có cho mình đó là Supernova. Nhưng mà họ vẫn muốn đánh. GS bay ra khỏi map luôn anh em ạ. Vâng, bay ra khỏi map. Thôi mất trí rồi. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho VP ở game đấu đầu tiên này. Bay ra khỏi map với chúng tôi này. Vâng anh em ạ. Đang công map tự nhiên tôi đang bốn người bay bốn người luôn. Ở đâu rồi nhỉ? Mất trí rồi. Bay ra khỏi map luôn ạ. Em vào cái mà là Nick Ma họ mất trí thật rồi anh ạ. Không ngờ là không cần phải ngồi cạnh mà cũng đã bị lây aura. Thật sự luôn. Bây giờ thì làm sao mà đỡ được những cái đợt push của bên phía VP đây. Họ hoàn toàn thoải mái rồi. Phi thẳng vào trụ trong. Không cần còn là Black nữa. Cố gắng bài bách đến từ Miracle. Nhưng để làm gì khi mà một con Naga bóng thì bị clear quá nhanh. Và Naga mà không có bóng thì thôi. Yếu quá, không thịt cả. Cái quan trọng ở trận đấu này là bên phía VP họ sở hữu một cái lượng sát thương phép rất lớn. Rớt là một trong những con mà cái thang dồn đam nó cực kỳ mạnh. Tại vì là cái bộ skill của nó dồn đam theo phần trăm máu. Nên là kể cả em có bao nhiêu máu thì rớt giật vẫn đau. Đúng đấy. Lên hớt thì cũng vẫn đau thôi. Đúng, em lên kháng phép nó vẫn đau. Nhìn chung thì rớt là một trong những con gọi là giật cái lượng sát thương magic dam ra là nhiều nhất ở trong game này. Và bây giờ thì có một quả trứng đến từ bên phía của team Nick Ma. Họ đang cố gắng vớt vát lại trận đấu này khi mà đã mega click rồi. Nào, đẩy bóng lên chăng? Alatugui có muốn đánh không? Anh ta vẫn còn hai cái bóng.
Và tôi nghĩ là anh ta muốn đánh khi mà Kuroki... Ui, ai là được win chói. Nhà quê quá anh ơi. Nhưng mà không sao cả, tôi không nhìn thấy gì hết đâu. Tôi không nhìn thấy gì hết đâu. Và đó là mạng của Dragon Race Solution. Giờ thì lốc được đối phương lên nào. Ember, anh ta không thể nào mà chói được đối phương. Nhưng mà con Felix này thì lại bị chói rồi. Mà còn trồ, cái Blacking Band nó chuẩn bị hết. Và bây giờ thì sao nhỉ? VP sẽ kết thúc trận đấu rồi. Chắc chắn là hết rồi. Linh Mạo không thể gọi là cố gắng cố đấu ăn xôi thêm được nữa khi mà dây ách cuối đang định Black Hole đang định làm quả Black Hole cuối cùng nhưng không được. Vâng, và xin chúc mừng VP một chiến thắng.